mày đau khổ, mày sốc cỡ nào mày cũng phải tới đây cho tao. Mày yên tâm đi, tới đây tao sẽ xử lý chung với mày. Mày lẹ lẹ lên đi. Ông làm cái gì vậy? Bây giờ mới tới, làm cái gì vậy hả? Cái clip đó. Tụi nó còn đang ở trên lầu kia kìa. Nè, ông có quen giang hồ xã hội đen gì không? Kêu hết tới đây cho tôi. Ngày hôm nay tôi phải xử cái thằng này. Cái thằng giả nhân giả nghĩa. Mày bé thôi. Mà chị Hà đâu? Nó còn đang ở bệnh viện chưa tới kia kìa. Phải rồi. Nãy giờ tôi đứng đây tôi suy nghĩ rồi. Cái chuyện này nhất định là một tay thằng Nghĩa nó sắp xếp hết mọi chuyện. Nó cố tình hẹn tụi mình tới đây đây mà. Ngày hôm nay nó muốn hạ màn. Thằng nó gửi tin nhắn cho tôi đấy. Thằng mất dạy, đã ngoại tình rồi mà còn nghênh ngang nữa. Cái thằng, thằng mất dạy. Chỉ mà lát chị Hà tới, bà cứ im lặng bảo vệ chị Hà đi. Thằng Nghĩa nó để tôi. Bác sĩ đang kiểm tra, ở đây cũng không giải quyết được gì. Đi đi, đi xem nó lật mặt thế nào. Tôi có thể có đứa con bất hiếu, nhưng không thể có đứa con hèn nhát được. Bố chị đã có tôi lo rồi. Chị đi đi. Con đi ạ. Mày tỉnh rồi hả? Trời, mày làm tao lo nguyên một đêm luôn á. Mày sốt cao nguyên một đêm hôm qua, còn nói mê sảng, nói lảm nhảm nữa. Thôi tỉnh rồi, đánh răng rửa mặt đi rồi ăn sáng nha. Đừng có lo gì hết á. Cô Tuyết vô bệnh viện thế ông Nam rồi. Ông đang nấu cháo dưới bếp cho mày kìa. Mày đi đâu vậy? Tao phải đi vào viện. Chưa có ăn uống gì mà. Mày thấy chưa, mày lì quá à. Có cháo đây rồi chị ơi. Mày đó, muốn làm cái gì cũng phải ăn uống cho lấy sức đó. Muốn đấu với cả thế giới này phải có năng lượng, mày biết chưa? Ráng ăn đi. Em cứ nghĩ mãi không biết có uẩn khúc gì không. Chứ anh ta vạch ra một cuộc hôn nhân sau bao nhiêu năm chỉ để trả thù. Quá cồng kềnh. Uẩn khúc cái con khỉ khô á. Thằng khốn đó. Lựa ngay cái ngày sinh nhật của con Hà. Nó còn cố tình kêu hai đứa mình tới. Là nó muốn cả thế giới biết câu chuyện này. Mà hôm qua anh ta luôn nhắc tới bác Trường. Anh ta dùng chị làm phương tiện để tấn công bác Trường. Được. Thôi đừng ăn nữa. Nói đã như vậy rồi, mày với bố Trường nhất định phải vững vàng lại cho tao, cho nó sáng mắt ra. Tao hả? Tao sẽ chóng mắt coi bao giờ nó bị nghiệp quật, bao giờ nó bị quả báo. Khốn. Đi đâu vậy?